Anh trai này đúng là một người đàn ông bản lĩnh, các cô gái xinh đẹp lần lượt lướt qua trước mặt nhưng anh ấy thì vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Gái xinh thì xinh nhưng anh ấy vẫn không nhìn lấy một cái, tưởng anh ấy ghê gớm lắm cho tới khi nhìn thấy cô người yêu của ông đứng bên cạnh, kiểu này thì có ăn gan hùm cũng không dám nhìn nữa.